Hello, mến chào anh em cô chú đến với kênh Cuộc Sống Anh Ta. Rất vui được gặp anh em trong video hôm nay. Thì hôm nay mình chia sẻ về tỏi gừng thì cũng rất là nhiều anh em cô chú hiện tại và đang làm và đang nuôi cái hình thức là mình không có dùng cái loại gì hết, mình chỉ dùng rượu tỏi nè, tỏi và gừng. Thì gừng thì cũng một số, nhưng mình thì cũng hồi trước cũng có mình gừng dùng gừng. Thì anh em cô chú xem thử coi cái video này mình sẽ phân tích và chi tiết, và nó sẽ có đạt hiệu quả trong cái quá trình mình nuôi gà không, nhất là những như rượu tỏi và tỏi. Thì những cái loại đó mình nuôi thì nếu mình không dùng cái những vaccine hay là kháng sinh thì nó có đạt hiệu quả không. Thì mời cô chú anh em xem hết video là để mình phân tích chi tiết ra những cái loại đó thì mình nuôi có thành công không ha. Thì rồi giờ mình sẽ không nói dài dòng nữa, thì mình sẽ phân tích chi tiết ra những cái loại thực phẩm này. Thì đây là cái quan điểm và cái ý cá nhân của mình thôi, và mình nói với mục đích là cái chia sẻ, thì anh em có thể xem và tham khảo xem coi nó có đạt không trong quá trình mình nuôi. Thì riêng cái bản thân mình thì mình thấy cái rượu tỏi và gừng thì anh em nuôi cái gì không biết nói chung là cái đó mình phải hiểu là thực phẩm chức năng ha, nó là thực phẩm chức năng, nó là dạng thực phẩm. Nói câu nôm na cho anh em chú bác hiểu như vậy, như là mình đang khỏe, mình đang đang ốm đi, thì mình cần cái lượng C để tăng sức đề kháng, thì mình phải pha nước chanh, quậy nước chanh mình uống đó, chanh đường hoặc là nước cam, thì cái đó gọi là thực phẩm chức năng ha. Đó, nó hình thức như vậy thôi, nó là bổ sung giống như là cái dạng thực phẩm chức năng. Nói chung là thực phẩm chức năng nó không phải là một cái loại để mình hết để làm cho mình tăng sức đề kháng lên thôi. Riêng cái tỏi gừng gừng á, thì nó là cũng là thực phẩm chức năng luôn, nó rất là tốt. Nói chung là anh em cô chú mà nuôi gà mình kết hợp những cái loại này với nhau thì rất là tốt, rất là hiệu quả luôn. Nhưng một điều quan trọng nhất nhất là nó chi phí nó cũng không rẻ, nó khá là cao. Thì bởi vì mình nuôi, trước tiên mình nuôi để mình áp dụng vào như rượu tỏi và gừng thì mình phải có dùng cái kháng sinh. Đối với cá nhân mình nha, thì mình phải dùng kháng sinh và cái thuốc dinh dưỡng này kia đồ bổ sung thêm, chứ hoặc là vaccine nữa, nó quan trọng vaccine. Nếu mà mình trong quá trình mình nuôi mà mình chỉ dùng rượu tỏi không hoặc là gừng không, hay nói chung là những cái thực phẩm nào mà dạng thực phẩm chức năng giống như đồ ăn qua như rau cỏ này kia rồi đó, thì những cái thuốc nam đó mà anh em dùng cho gà mình không á, thì nó sẽ không đạt hiệu quả gì lâu dài. Nó không phải là không đạt liền, nhưng mà nó không đạt về hiệu quả lâu dài. Nhưng mà mình phải kết hợp với cái kia nữa thì nó rất là hiệu đồ quả. Trong trường hợp nếu mà anh em cô chú mà dùng dùng cái thực phẩm chức năng như tỏi này không á, mà mình không dùng cái vaccine thì cái rủi ro nó rất là cao đó. Còn nếu mà mình dùng những cái loại này á, rồi đó sau đó mình kết hợp những cái loại kia thì nó sẽ đạt hiệu quả. Chẳng hạn như mình có thể giãn ra rồi mình bổ sung thêm. Còn nếu trong quá trình suốt luôn hồi đó giờ mình nuôi, mà nếu anh em cô chú mà nuôi mà làm củ tỏi không, nó sẽ chi phí nó rất là cao. Chẳng hạn như mình sẽ xay tỏi nè, hoặc là xay gừng rồi mình bầm mình trộn vào thức ăn cho gà ăn thường xuyên thì nó rất là hiệu quả, nhưng mà đó là cái chi phí nó sẽ cao hơn thuốc rất là nhiều, như kháng sinh và thuốc dinh dưỡng này kia rất là nhiều, và vaccine luôn. Nếu mình làm đó không thì mình nuôi rất là hồi hộp đó, thì mình nuôi cũng phải kết hợp cả hai luôn. Nếu anh em cô chú mà kết hợp cả hai thì rất là thành công và nó rất là hiệu quả, nhưng mà chi phí nó sẽ cao thôi. Còn nói chung là mình thấy cái đó thì nó không phù hợp cho mình thôi, còn anh em cô chú nào mà thấy phù hợp thì làm. Còn mình thì chỉ dùng trong một số trường hợp thôi, như tỏi thì mình sẽ dùng trong những cái trường hạn như là mình giai đoạn mà gà lỡ ăn không tiêu đó, thì mình trị bệnh trong quá trình điều trị thì mình kết hợp vô. Rồi như gừng thì làm cho mùa lạnh đó, cái gừng thì mình kết hợp mùa lạnh rất là hiệu quả, rất là thành công luôn đó. Nếu mà anh em kết hợp vô gà mình, nhất là gà Mỹ, gà lai đồ đó, thì mình kết hợp
lai nhiều thì mình kết hợp cái gừng và tỏi thường xuyên thì rất hiệu quả. Nhưng mà anh em cô chú nhớ một điều là phải có vaccine ha, phải có vaccine. Vaccine là mấy là bền vững lâu dài được. Và cái kháng sinh, kháng sinh là để làm chi? Để lỡ gạo bệnh thì mình phòng mình trị. Đó, mình phòng mình trị định kỳ, hoặc là nếu mình dùng củ tỏi hoặc là gừng thường xuyên thì mình có thể giảm kháng sinh ra. Đó, nếu anh em ngại mà dùng kháng sinh nhiều thì mình nuôi cái dạng an toàn á thì mình dùng cái đó gì thường giảm kháng sinh ra. Kháng sinh trong trường hợp chẳng hạn như là can thiệp lúc mà mưa gió thời tiết tở mùa đồ nó rất cao á, chẳng hạn như đợt lạnh vừa rồi ha, mới vừa chuyển mùa vừa lạnh mà lại mưa dầm mưa về luôn. Mình bị mấy ngày liên tục luôn. Nói chung là cái lúc đó thì mình bắt buộc mình phải dùng kháng sinh vô. Và sau mình dùng khoảng chừng 3 ngày, có thể mình dùng ít đó, thì mình kết hợp cái hàng gừng vô rồi tỏi vô thì nó rất hiệu quả. Nhưng mà nếu mình nuôi mình kết hợp cả hai á, thì nó cũng là nó làm cho mình chi phí cao ha. Nếu anh em không ngại cái điều đó thì cứ làm như vậy là nó sẽ hiệu quả, rất hiệu quả. Mình kết hợp cả hai luôn. Còn nếu mà mình nuôi một củ tỏi thân á, thì nó sẽ không hiệu quả lâu dài, chứ không phải là không hiệu quả hiện tại, nhưng mà lâu dài năm này năm kia thì mình xui rủi ro có đường luồng gió đâu chẳng hạn thì mình sẽ dễ bị rớt hơn. Thì nói chung là cái tỏi á, thì nó không phải là dở, mình cảm nhận mình thấy khi mình xài trong gia cầm trong gà đồ rất là hiệu quả, chứ không phải là không hiệu quả, nhưng mà nó phù hợp từng giai đoạn từng lúc. Chứ còn gừng cũng vậy, thấy rất là hay nha. Mình xài qua những cái đó rồi rất là hay, nó là dạng thực phẩm chức năng. Nhưng mà có một cái đặc điểm là nó không có trị bệnh được. Chẳng hạn như con gà mà nó nhiễm bệnh rồi, nhiễm bệnh khá nặng rồi nó thì không thể trị. Mình có thể ngừa được, có nghĩa mình tăng sức đề kháng cho nó đầy đủ dinh dưỡng, mình ngừa những cái bệnh này kia thì nó ngừa được. Nhưng mà khi đã nhiễm bệnh rồi thì mình trị nó không có được. Mình phải hỗ trợ nó thôi, nó thì chỉ đưa vô hỗ trợ thôi để cho con gà nó khỏe mạnh lên thôi, nó tạo điều kiện cho nó tiêu hóa tốt nè. Tỏi với gừng nó làm cho tiêu hóa tốt, ấm đường ruột. Thì anh em cô chú cũng biết cái này, thì hôm nay chia sẻ đây để anh em chú biết phân biệt. Cũng rất là nhiều bạn và anh em điện lại hỏi thì cách nuôi đó giờ củ tỏi này kia đâu nó có đạt không. Thì đặt trong một thời điểm nào thôi, nhưng mà thời tiết không thuận thì nó sẽ không đạt đâu. Thì mình vaccine mình phải làm ha, cái đó là quan trọng nhất. Cái gì cũng vậy, bây giờ chỉ có vaccine thì nó mới ngăn ngừa những cái bệnh nguy hiểm. Còn những bệnh thông thường thì mình sẽ dùng thuốc, mình thuốc mình phòng trị. Nếu mà anh em trong giai đoạn mà nuôi quá tình nuôi vậy đó, mình không có thời gian chăm sóc nhiều quá, thì mình dùng cái kháng sinh này nó sẽ khỏe hơn. Còn nếu mà có điều kiện chăm sóc thì mình chú ý đàn gà mình thì mình dùng cái thực phẩm chức năng, nhưng mà nó sẽ dễ bệnh hơn. Lúc đó mình phải quan sát thường xuyên để mình theo dõi cái đàn gà mình, nếu mà có gì thì mình đưa vào kháng sinh liền để nó trị bệnh. Chứ mấy cái đó thì nó chỉ phòng ngừa thôi, chứ nó trị thì nó không trị được. Nó chỉ kết hợp với kháng sinh thì mình sẽ hiệu quả hơn. Có một cái nữa là khi mình nuôi số lượng nhiều, chẳng hạn như gà mình nuôi số lượng nhiều đi, nuôi số lượng nhiều mà mình dùng cái củ tỏi, củ tỏi để mình nhỏ tối ngày luôn, thì thật sự anh em cô chú không có làm gì được luôn, quần mấy con gà tối ngày luôn, nó tốn thời gian rất là nhiều. Như mình nuôi 1-2 con gà thì có thể mình làm rảnh rỗi mình làm điều đó được, nhưng mà khi anh em nuôi số lượng nhiều mà để mình làm áp dụng vào cái đó thì tối ngày anh em không làm gì được luôn, quần mình nhỏ bầy này nhỏ bầy kia mình ngừa. Trong khi đó thì mình có thể dùng cái kháng sinh hay là một cái thuốc dinh dưỡng gì đó thì mình phòng ngừa vô, nó sẽ hiệu quả hơn và mình sẽ rảnh rỗi hơn và mình chăm sóc cái liền khác, và mình đầu tư hay là suy nghĩ làm cái chuyện khác đó. Chứ mình tập trung vào tối ngày mình nhỏ thuốc này nhỏ ruộng tỏi không thì nó không hiệu quả đâu ha. Thì cái này mình chia sẻ để anh em cô chú có thể tham khảo. Chứ mình nói không phải là nó dở nha, nó rất là hiệu quả nếu mình kết hợp vô. Nhưng mà khi anh em kết hợp củ tỏi rồi, có củ tỏi, xài củ tỏi rồi mà không dùng kháng sinh hay là vaccine hay là những cái thuốc không thường á, thì nó sẽ không đem lại hiệu quả cho mình đó. Nếu mà mình đã dùng cái chẳng hạn như dùng kháng sinh rồi nè, có vaccine rồi nè,
đó, mình thuốc phòng ngừa đầy đủ và dinh dưỡng này kia rồi có đầy đủ rồi đó, thì mình sẽ kết hợp với kia nữa thì rất là hiệu quả đó. À, nuôi mà số lượng nhiều quá thì mình làm cái củ tỏi nó không đạt, không hiệu quả, bảo đảm luôn không hiệu quả, về lâu về dài nó rủi ro rất là cao, rất là cao, và nó làm cho mình nếu mà mình lỡ bị hao hụt nhiều, bị dịch ha, thì nó sẽ làm cho mình mất tinh thần luôn đó. Thì cái gì cũng vậy, mình phòng hơn là chữa, đừng có để nó tới chân rồi mình hãy chữa. Mình thấy mình có thể suy nghĩ, mình tước đón nó có thể xảy ra điều đó, thì điều đó nó sớm hay muộn thôi, mình phải bảo đảm là mình phòng ngừa trước thì mình an tâm hơn đó, mình không sợ điều gì hết. Mình để nó tới nhiều khi nó phát bệnh qua, nó chết hàng loạt rồi, mình mới phòng ngừa, mình trị nó đã muộn rồi, nó muộn rồi, và lúc đó cái thiệt hại mình rất là nhiều. Mình anh em nếu mà nuôi gà thì tính cái đầu con, một con là bao nhiêu rồi, một con nếu mà một con gà trống của mình nuôi chẳng hạn, cái giá trị nó bao nhiêu rồi, anh em mình không nói ra anh em tự hiểu ha, giá thấp nhất là bao nhiêu rồi, thì mình tính bao nhiêu tiền một con đó thôi là sẽ đủ cái tiền kháng sinh và tiền thuốc vaccine mình là dư sức. Còn lỡ nó rủi ro chẳng hạn như lỡ nó hao hụt, mà nó hao khi mà nó nhiễm á, khi nó nhiễm bệnh chẳng hạn như tụ tùng, như tả nhất là tụ tùng, mà khi mà nó đã bùng phát lên rồi, thường là nó chết những cái con, nó hao hụt mà nó chết những cái con gọi là cái những con đẹp, con bự không à, chứ ít nào nó chết con xấu đâu, những con nào phát triển mạnh nhất nó ngộ vậy đó. Mình thấy để ý hồi trước mình bị có mấy đợt vậy đó, chẳng hạn như mình đợt mà mình chích mà kiểu mình quên đó, quên nhất là quên, hoặc là qua cái lón đó, cái lón nhỏ thì mình có chích rồi, cái lón lớn đó đi mình không có chích, mình sơ ý mình quên, qua cái tới ngày đó mình chích, nó lố ngày đó, lố ngày khoảng bao nhiêu ngày thì nửa tuần, một tuần hay là một tháng ta lên, có khi cả tháng hơn nữa, lâu quá mình quên á, rồi cái là nó bị nó thiệt hại là những cái con là mình, con lớn không, chứ không phải thiệt hại những con nhỏ cầm giò cầm tay thì nó không có giá trị gì nhiều, mình không có lo. Nhưng mà cái con đã gần ấp bội rồi hay là gần bán rồi đó, thì cái đó mấy điều là đau lắm đó. Thì mình thấy anh em nên chú ý, thấy khẳng định một câu, anh em đừng bao giờ nuôi cái thực phẩm chức năng không mà không dùng cái vaccine và kháng sinh đó, không bao giờ đạt, nó rủi ro cao lắm, hầu như là sẽ có. Cũng rất nhiều anh em cô chú điện lại cũng nói mình là hao hụt như vậy, nó không phải ít đâu anh em, vài trăm con luôn đó, do không có tiêm, rồi do lơ là, rồi quên sơ ý đó, rồi nói chung là cũng y chủ quan. Nhưng mình tiêm là tiêm, cũng chẳng hạn mình tiêm vaccine thì mình cũng phải nhắc lại nữa, chứ không phải mình tiêm lần nó suốt đời con gà. Trong quá trình đó mình nhắc lại từng loại, thì trong cái lịch tiêm vaccine thì mình có chia sẻ rồi đó. Thì cô chú anh em cũng xem cái video này để tham khảo, nó đơn giản vậy, chứ nó thực sự mình tính theo giá trị mỗi con, chứ đừng có tính là cái trước tiên là mình thấy mua. Thật sự cái giai đoạn đầu vào mình nuôi á, ai cũng ngán hết trơn á. Giai đoạn nhất là giai đoạn vào đầu nuôi là mình đầu tư vào con vốn nè, con giống, xin lỗi, đầu tư vào con giống đó, rồi chuồng trại đó. Thì cái năm đầu hầu như là nếu mà mình sẽ ngán, rất là ngán, tại vì mình chưa có đầu ra đó, đầu ra mình chưa có, mình chỉ có đầu vô mình chưa có, mà chỉ có mình ra không à, mình ra tiền để mình đầu tư vào nó, là thức ăn nè, rồi lúa vaccine này kia, rồi chuồng trại, con giống đó. Anh em mới nuôi thì nó ngán, nhưng mà năm thứ hai thứ ba lên thì mình có đầu vô đầu ra rồi thì nè, mình sẽ ổn định hơn, mình sẽ không còn để lo lắng điều đó. Khi em bán được giá rồi, hay là bán mình giữ giá để nó có, nói chung là có lời rồi đó, thì mình không có ngại điều đó. Đã xác định nuôi thì mình nên làm những cái điều phát sinh nè, rồi thuốc men giờ mình nuôi vậy. Những cái con gà của mình á, hầu như là mình nuôi chế độ hồi xưa thì khác, mấy năm về trước thì nó khác, bây giờ nó khác. Bây giờ chế độ gà của mình nó sẽ cao cấp hơn, nói chung là mình nuôi sẽ đầy đủ hơn. Mà chế độ ấp bội hồi xưa là mình pha trộn tự nhiên, rồi bây giờ là ngũ cốc rồi mình pha trộn lại, ngũ cốc rồi mình thêm chế độ dinh dưỡng guốc này kia nữa, nói chung là để cho con gà nó đạt hiệu quả. Hầu như anh em cô chú lại ủng hộ rất là nhiều, là khi bắt gà mình là hình như cái không có chê, bao giờ mà chê cái tay hết, hầu như rất là đạt.
Bởi vậy mình cái khâu khâu mình nuôi nó đã mình xác định nuôi thì mình phải là trước tiên là chất lượng đi, chất lượng cái con gà thước. Đó. Cái bổn gà thì có rồi, bổn thì mình không nói rồi, nhưng mà khi đến cái bổn thì mình không có nói đây, nhưng mà cái chất lượng là mình phải tính trước đi rồi bán giá nhau thế nào thì bán. Đó. Chứ bây giờ mình ra gà mình nuôi mình sợ tốn là anh em cô chú không bao giờ nó đạt được. Rồi thôi, video ngắn mình cũng trò chuyện, nó ngắn gì cũng dài cũng mười mấy phút rồi. Cảm ơn anh em cô chú đã xem hết video mình. Chúc anh em cô chú thật là nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Mến chào anh em cô chú, hẹn gặp lại anh em cô chú ở video sau ha.